Hồ Chí Minh đã từng nói, việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi. Đúng vậy, thông tin là thứ có vai trò sống còn đối với mọi đất nước, mọi phe phái, mọi thời điểm và mọi mối quan hệ. Trong chiến tranh thì thông tin là mạng sống. Chỉ cần lộ một thông tin nào đó của mình ra ngoài thì có thể cả một đoàn quân hùng mạnh phải nằm xuống. Chính vì thế mà bộ phận thông tin được coi là bộ phận sống còn. Việt Nam thời kỳ đó có mạng lưới thông tin rộng khắp cả nước, nối từ Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương tới Trung ương Cục các quân khu và các tỉnh. Bộ phận này không chỉ phục vụ các tuyến đường vận chuyển mà còn phục vụ toàn bộ các hoạt động điều hành, chỉ đạo ở trên toàn miền Nam. Trong đó có nhiệm vụ truyền tải thông tin đến với những con tàu không số. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ trọng yếu của bộ phận thông tin mà danh từ chính được gọi là bộ phận cơ yếu. Đây là bộ phận liên quan đến mật mã, sử dụng mật mã riêng để nói chuyện với nhau. Chỉ cần những âm thanh của tiếng gõ thì chúng ta đã ghép lại thành thông tin hoàn chỉnh cho đầu dây bên kia. Những điều đó mình tự quy ước với nhau. Thế nên nếu địch có bắt được sóng này thì chúng không thể nào dịch ra được, trừ khi bên mình có người khai ra. Yêu cầu đề ra, bộ phận cơ yếu phải cực kỳ bí mật. Chính vì thế, nguyên tắc tuyển đầu vào rất cẩn thận. Ngày đó, những người được chọn vào bộ phận này được tuyển chọn rất kỹ về lý lịch và phẩm chất cách mạng. Nếu bị bắt, tuyệt đối không khai báo, dù chịu mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, có bị dụ dỗ như thế nào cũng không được khai. Và điều đặc biệt, phải bí mật thân phận của mình, kể cả với gia đình. Việc tuyển chọn phải xét duyệt ít nhất 3 đời. Tất cả những người trong họ hàng đều phải có lý lịch trong sạch, không tì vết, không được xuất hiện một vết nhơ nào. Nếu chỉ cần trong gia đình có một ai đó phạm tội, phải ngồi tù hoặc ai đó đã từng phản quốc thì chắc chắn không được tuyển chọn. Ngày đó, nếu chỉ cần lộ bộ mật mã đó ra thì coi như là mất nước, vì tất cả những thông tin quan trọng nhất đều được truyền qua đó. Trong bộ phận cơ yếu, bộ phận quan trọng nhất là bộ phận sáng tác, tức là xây dựng các bộ mật mã, và hệ thống mã khóa này luôn luôn thay đổi. Sau đó, chuyển cho các bộ phận soạn tin. Hệ thống những khóa mã này được mình sáng tác tài tình đến mức, trong suốt thời kỳ chiến tranh, tin tức được quân ta gửi đi liên tục và dày đặc. Thế nhưng, các tổ chức thám mã của địch chưa từng một lần nào có thể giải mã được. Trong một số báo cáo mật gửi Tổng Tham mưu Quân đội Ngụy đã phải thừa nhận rằng, ngành mật mã của Việt Cộng đã đạt đến mức tinh vi. Phương pháp này vượt trội hơn phương pháp OTP của Mỹ hiện đang dùng. Và thành tích này được Tổng Bí thư Lê Duẩn đánh giá, bí mật đã tạo ra chiến lược mà trong quân sự người đã nói, đánh giặc bất ngờ là cái hay không thể tưởng tượng được, bất ngờ là cái lớn nhất, ta đã tạo được sức mạnh trong đó. Các đồng chí đã góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ bí mật, vào cái sức mạnh đó để đi đến thắng lợi. Việc sáng tạo ra bộ mật mã mới là điều cực kỳ phức tạp, phải làm sao vừa dễ dùng, vừa dễ hiểu đối với mình, nhưng phải cực kỳ khó hiểu, khó phát hiện so với địch. Khó trong sáng tạo là như vậy, thế nhưng phải làm sao để gửi được bản sáng tác đó đến với những địa chỉ mình liên lạc để có thể thống nhất nói chuyện được với nhau còn khó hơn gấp vạn lần. Đối với bản sao không được phép in, mà phải chép tay hoàn toàn để không lộ bí mật. Ngày đó, đối với những con tàu không số, thì hệ thống thông tin được nối liền từ các cơ quan chỉ đạo ngoài Bắc tới các bộ phận đầu não ở các chiến khu miền Nam, tới các tỉnh và tới các bến bãi. Riêng với con tàu không số, thì có một quy định tuyệt đối rằng tàu chỉ được nhận thông tin, không được phát tin trên biển, bởi đơn giản chỉ phát tin từ miền Bắc, dù đối phương có biết thì cũng không thể nào giải mã được. Người nhận là ai thì đối phương cũng không thể nào biết. Thế nhưng, nếu tàu phát sóng đi mà địch xác định được tọa độ và biết được vị trí của con tàu thì ta phải làm sao? Vâng, chắc chắn lúc này bộ đội ta sẽ phá hủy tàu. Câu hỏi đặt ra, nếu một người trong bộ phận cơ yếu bị bắt và tra tấn, lúc đó họ yếu lòng khai ra thì sao? Và lúc đó mình phải xử lý như thế nào? Tất nhiên, không có gì là không thể. Bộ đội ta ngày đó luôn lường tới mọi trường hợp xấu nhất của vấn đề. Nếu một cán bộ cơ yếu bị bắt, thì ta phải có ngay một bài kiểm tra để xem phía Mỹ có đọc hay phát hiện được hay không. Ví dụ như ta cho phát đi một thông tin giả là ngày mai quân ta sẽ tập trung phản công đánh vào điểm A nào đó chẳng hạn. Nếu ngày mai
mình cho người ra đó mà thấy địch nằm đó phục sẵn, bày sẵn trận địa thì chứng tỏ tin tức bị lộ. Nếu như thấy địch vẫn sinh hoạt bình thường thì chúng ta vẫn thử thêm một vài lần tiếp theo. Nếu không có gì bất thường xảy ra thì chứng tỏ người bị bắt không khai báo gì cả, cứ thế mà triển khai như bình thường. Còn nếu trường hợp người bị bắt khai báo, lập tức ta phải chuyển sang một bộ mã hóa mới. Trong việc sử dụng các bộ mật mã, ta còn có bộ phận sáng tác ra những chương trình giả để đánh lạc hướng đối phương. Đây là thách thức lớn đối với địch, bởi không biết đâu là tin thật, đâu là tin giả. Ngày đó, nhờ có bộ phận cơ yếu mà các tàu trên biển của ta đã tránh được rất nhiều những rủi ro. Hễ mà có thông tin báo có một đợt kiểm tra của địch, nếu mà ảnh hưởng đến tàu thì kiểu gì cũng được báo tin và chuyển hướng. Chính vì vậy mà ta vận chuyển vũ khí qua đường biển bao nhiêu năm, thế nhưng địch cũng không thể nào mà biết được. Câu hỏi lại đặt ra, nếu chẳng may bộ phận cơ yếu của ta ở bờ không biết tin để báo cho tàu thì sao? Thì tàu phải xử lý như thế nào? Đến lúc đó thì các thủy thủ trên tàu của ta phải sử dụng bản năng của mình để sống sót. Và nói đến điều này, phải nói đến ông Tư Mao. Tài đút lót của ông đã trở thành huyền thoại và đã cứu được rất nhiều tàu cũng như vũ khí của ta. Nếu có ông đi cùng chuyến nào là anh em thủy thủ trên tàu cực kỳ yên tâm. Ông kể lại, trong một lần đi ngang qua đảo Hòn Khoai thì tàu của ông đã gặp phải đội cảnh sát ngụy chặn lại kiểm tra. Không một chút do dự, ông Tư Mao khai thật chuyến đi biển lần này làm ăn cũng được, thế nên có gói mực khô với lại cây thuốc lá ngon biếu các anh. Tưởng chừng cứ như mọi lần là xong, nhưng chúng vẫn tiếp tục lên tàu kiểm tra. Các thủy thủ thì ai cũng lo sợ, vì giờ cho lên tàu kiểm tra, chẳng may lộ kho vũ khí thì sao? Mà chặn lại, không cho lên kiểm tra thì chẳng khác gì nói rằng tàu của ta đang chở vũ khí. Thế nhưng, ông Tư Mau với bản lĩnh của một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm, ông vẫn rất bình thản, mời đội cảnh sát lên tàu kiểm tra một cách đàng hoàng. Hai tên bước lên tàu của ông. Ông Tư Mau vừa đi sau, vừa ghé tai nói nhỏ với tên lính. Chuyến trước đi không ăn thua gì, chuyến này biển lại êm, lại trúng luồng cá. Thu hoạch khá bộn, tôi đã bán được một mớ cho thuyền lái rồi đấy. Nói xong, ông Tư Mau dúi một gói nhỏ vào tay một tên cảnh sát đứng gần và nói, chia chắc chút xíu cho anh em, đã có công vất vả trông coi. Nhận thêm một khoản đút lót, hai tên cảnh sát tỏ vẻ rất mãn nguyện, cứ tưởng thế là thôi. Thế nhưng, hai tên này vẫn tiếp tục chui vào hầm cá, lấy cây gậy bới cá ra. Ông Tư Mau vẫn rất bình tĩnh, vì ông hiểu được rằng, nếu không phải là người dân chuyên đánh cá, đòi xuống hầm cá bới lên, thì không thể nào chịu được mùi tanh của nó. Thế nên cũng không phải ai có thể đủ kiên trì gảy được tấn cá trên mặt đó ra để có thể nhìn thấy được cái đáy thứ hai giấu vũ khí ở dưới. Chưa kể là khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể đối phương của ông Tư Mau cực kỳ cao thủ. Nhìn thấy thao tác gảy mấy con cá đó lên là ông hiểu đây là kiểu gảy lên cho có thôi, chứ chẳng có gì gây gớm cả. Ông rất thản nhiên chỉ đứng ngoài nói, các sếp đừng kiểm tra kỹ cho mất công. Chừng nấy là các sếp biết tàu này thế nào rồi, mai mốt anh em còn gặp nhau hoài. Giờ mà bốc cá lên là hư hết cho coi. Mấy tên cảnh sát nghe xong cũng xuôi tai, chính vì thế đành cho đi trong vui vẻ. Vâng, đây chính là lý do tại sao mà người ta có một câu ví von rằng nếu ông Bông Văn Dĩa là thổ địa thì ông Tư Mau là thần công của vùng Cà Mau, U Minh, Kiên Giang. Hai ông chính là cánh tay phải của quân khu. Mặc dù giỏi như vậy, thế nhưng ông Tư Mau đã từng phải trả một cái giá cực đắt bởi đệ tử của mình. Chính đệ tử đã là người khai ra ông không phải là người đánh cá đơn thuần, khiến ông bị truy nã giáo giết khắp miền Nam. Vì thế, ông phải nhờ đến giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phan, một người chuyên gia về phẫu thuật tạo hình, để phẫu thuật biến đổi gương mặt của ông, để ông có thể yên tâm trở lại với miền Nam phục vụ con đường vận chuyển vũ khí trên biển. Vậy, ông Tư Mau đã bị đệ tử của ông phản bội như thế nào? Đó chính là việc sai lầm về lựa chọn nhân sự đã khiến ông suýt chết. Câu chuyện đó vào năm 1971, khi mà việc chở vũ khí bằng tàu hai đáy của ta rất hiệu quả. Lúc này tư lệnh quân khu 9 là đồng chí Lê Đức Anh đã gợi ý với đồng chí Tư Mau về việc làm tàu to để chở vũ khí cho được nhiều. Tàu ít nhất phải chở được 100 tấn vũ khí thì mới có thể mở được chiến dịch, có thể đánh lớn được. Chứ hiện tại tàu chỉ chở được 7-8 tấn sẽ rất lâu và không có năng suất. Ngay lập tức, ông Tư Mau triển khai, hai người đã đi đến quyết định mở xưởng đóng tàu công khai trên Biên Hòa, Vũng Tàu. Mọi giấy tờ ta lo được hết. Chính vì làm ngụy trang chui lủi như thế này
nên việc giữ yếu tố bí mật là điều quan trọng hàng đầu. Ai làm việc người đó, ở ngay cạnh nhau nhưng chắc chắn không thể biết được cụ thể công việc của nhau làm gì. Trên bến không thể biết được tàu có hai đáy, việc làm tàu đáy cũng rất bí mật. Xếp và dỡ vũ khí trên tàu chỉ có thủy thủ tự tay làm chứ không có người ngoài. Thế nhưng, trong xưởng có một người tên là Ba Tam, tên này cũng biết nguyên tắc là không được hỏi linh tinh, ngoài những việc liên quan đến nhiệm vụ của mình. Thế nhưng, không hiểu sao tự nhiên nó lại hỏi hớ ra một câu. Sao chuyến tàu vừa rồi lại đi đông người thế anh Bảy, đi đông như thế, nhỡ gặp địch thì sao? Câu hỏi đó ngay lập tức đã khiến cho anh em trong xưởng nghi ngờ. Thế nhưng, tên này vẫn tiếp tục giả ngây giả ngô để hỏi thêm. Anh Bảy này, anh đã đi được nhiều chuyến chưa? Thêm câu hỏi đó chẳng còn ngờ vực gì. Sáng hôm sau, cả đội không thấy Ba Tam đâu, khiến cho anh em càng chắc chắn hơn những nghi ngờ của mình. Và câu chuyện đúng như mọi người dự đoán, thằng Ba Tam đã phản bội. Chiều hôm đó, xe cảnh sát và xe cứu hỏa đổ đến bao vây con đường dẫn vào xưởng đóng tàu. Dưới biển thì cano ào ào ập tới, bốn phương tám hướng đều bị bao vây của bọn tổng nha cảnh sát Sài Gòn. Thằng Ba Tam, nó biết xưởng của ông Tư Mau đã đóng tàu chở vũ khí và biết rất rõ về một số anh em của mình ở trong xưởng này. Nó biết ông Tư Mau đang chở ông Lê Đức Anh từ Cà Mau ra Bắc và nó biết trên đường đi thì tàu bị hư hỏng, phải tạt vào biển Vũng Tàu về xưởng của ông để sửa. Thế nên, hắn đã báo cảnh sát để bắt ông Tư Mau. Rất may một điều, đó là do việc của ông Lê Đức Anh phải ra Bắc gấp, nên ông Tư Mau sửa xong đã đi từ tối hôm trước. Chính vì vậy mà chiều hôm sau cảnh sát ngụy mới đến thì chỉ bắt được mấy anh em, còn ông Tư Mau thì vẫn may mắn thoát nạn. Vậy câu hỏi đặt ra là, vậy tại sao tên Ba Tam kia lại phản bội anh em và ông Tư Mau như vậy? Điều tra lai lịch ra thì phát hiện, Ba Tam là một tên không làm mà muốn có ăn, rất hám gái, hám tiền, đã một lần bị ông Tư Mau đuổi, nhưng nó tỏ ra hối hận và chính vì thế được ông Tư Mau giữ lại. Trong thời gian làm cho ông Tư Mau ở cơ sở Vũng Tàu, suốt ngày nó chỉ lần ra phố nhậu nhẹt và ngắm gái. Do quá thèm thuồng mà không có tiền, thế nên Ba Tam đã phản bội để lấy tiền ăn chơi. Đây có lẽ là một bài học rất đắt giá mà ông Tư Mau mắc phải. Kể từ đó, ông Tư Mau bị địch truy nã toàn miền Nam, ảnh của ông được treo khắp nơi. Đường dây đóng tàu của ông Tư Mau đã bị lộ. Để ông quay lại miền Nam lúc này là điều không thể, mà tìm được một người khác để thay thế ông bây giờ thì rất khó. Vì đi biển cần phải có sức khỏe, cơ bắp, thông minh và trí tuệ, phải biết bộ máy vận hành của địch ở trên biển, thuộc từng bến bãi của mình. Biển rộng mênh mông, thế nhưng chỉ cần nhìn một con chim hải âu đang bay thì phải biết được mình đang ở đâu trên bản đồ, một chòm sao biết được hướng đi như thế nào. Không những thế, đi biển cần cả kỹ năng mềm để khi gặp địch kiểm tra còn có thể đối phó được với nó. Lúc nào đút lót thành công, lúc nào mình giả vờ như không biết và treo cờ của một nước khác sau đó lao thẳng đi, hay lao thẳng vào tàu của địch rồi thoát. Đơn giản vì địch chỉ thích gây sự với tàu Việt Nam chứ không muốn gây sự với tàu của nước khác. Phải quen đi biển mới có thể ứng biến được trong từng trường hợp. Chính vì khối lượng công việc quá khổng lồ và khó khăn mà việc đi tàu này không còn một ai có thể làm tốt hơn ông Tư Mau. Chính vì thế, ông đã xin đề xuất cải dạng khuôn mặt của ông thành khuôn mặt của một người khác để ông có thể tiếp tục với nhiệm vụ trên biển của mình. Đây là một quyết định khiến cho rất nhiều phải nể phục ông. Cái đau đớn nhất đối với ông Tư Mau lúc đó không phải là lên bàn phẫu thuật để mặc cho dao kéo động chạm vào cơ thể của mình, mà cái đau đớn nhất là ta phải thông báo ông hy sinh để đánh lừa địch. Thông tin đó chắc chắn đến tai vợ con ông. Liệu rằng gia đình ông ở nhà có chịu nổi cú sốc đó hay không? Rồi vợ ông có đi thêm bước nữa hay không? Đến lúc hòa bình rồi, ông về với vợ con ông liệu rằng sẽ như thế nào? Hay vợ ông đi theo một người khác hay một nơi xa xôi nào đó? Thế nhưng, ông Tư Mau không nghĩ nhiều đến điều đó. Ông vẫn quyết định thay đổi hình dạng. Tại Hà Nội, ông vào bệnh viện quân y khoa phẫu thuật thẩm mỹ, lên bàn mổ hết lần này đến lần khác. Mổ mắt, tạo hình lại hàng chân mày, nâng mũi, làm cho miệng rộng hơn, hay xoay ngược da đầu, lấy tóc từ phía sau đưa lên phía trước, đốt hết các dấu vân tay. Mỗi lần làm như vậy cực kỳ đau đớn, ai cũng khâm phục khả năng chịu đau của ông và gọi ông với nghệ danh là người có lá gan sư tử. Ca phẫu thuật của ông Tư Mau là thành tích đáng nể của nền y học Việt Nam thời đó,
mà người bác sĩ phụ trách là ông Nguyễn Hy Phan, một người khiến cho cả thế giới phải khiếp sợ về tay nghề phẫu thuật của mình. Sau này, khi gặp lại gia đình, chính vợ con, gia đình họ hàng và bạn bè của ông Tư Mau đều không nhận ra ông. Vâng, nói đến đây thì quý vị hiểu được phần nào đó của những thế hệ cha anh của chúng ta đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, mất mát, hy sinh xương máu của mình chỉ với một mục đích đất nước Việt Nam ta giành lại được độc lập, tự do. Còn quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ ghé qua kênh mỗi ngày để đón xem tập sau để hiểu rõ hơn con đường Hồ Chí Minh trên biển.